Sau 2 ngày bị chia cắt vì sạt lở, tuyến đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã được thông xe vào trưa nay sau khi được khắc phục cũng như kiểm tra đánh giá lại mức độ an toàn của toàn tuyến. Sau thời gian nỗ lực triển khai công tác khắc phục hậu quả, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác giải phóng hiện trường, dọn dẹp hàng trăm khối đất đá dù lắp xuống mặt đường đèo Bảo Lộc. Đến 10 giờ 30 phút hôm nay, tuyến đường này chính thức được thông xe trở lại. Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc để phương tiện lưu thông thuận lợi an toàn. Tuyến đèo Bảo Lộc bị chia cắt từ chiều ngày 30 tháng 7 sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, dù lấp trụ sở trạm cảnh sát giao thông Maragui và 4 người, gồm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã quy động khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện cơ giới tìm kiếm người bị nạn và giải phóng hiện trường. Đồng thời tỉnh cũng hướng dẫn các phương tiện lưu thông lộ trình khác thay cho tuyến quốc lộ 20 bị chia cắt.